Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung 100 ngày mất của cố ca sĩ Phi Nhung, hàng tỷ đồng tiền quyên góp được xử lý như thế nào? Người chị thân thiết đã công khai số tiền Mạnh Thường Quân đóng góp để thực hiện tâm nguyện của Phi Nhung. Là một người chị thân thiết với Phi Nhung, nữ ca sĩ Tri Di Phương Trinh luôn coi con gái ruột của cố ca sĩ như người thân trong gia đình. Cô cũng đồng hành với Wendy Phạm trong những ngày tổ chức tang lễ cúng cho Phi Nhung. Mới đây vào sáng ngày 3 tháng 2 theo giờ Việt Nam, lễ 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung được tổ chức tại Mỹ. Theo chia sẻ của Tri Di Phương Trinh, buổi lễ tưởng nhớ giọng hát bông điên điển diễn ra trong không khí trang nghiêm. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã tới thắp hương cho cố ca sĩ. Buổi lễ 100 ngày tưởng nhớ Phi Nhung sáng nay đã diễn ra trong không khí thân mật và ấm cúng, nhưng không thiếu phần nghiêm trang. Hôm nay Tri Di phải làm MC bắt đại dĩ cho chương trình nên không có thời gian chụp nhiều hình ảnh. Các bạn có thể xem livestream toàn bộ buổi lễ tại kênh YouTube của Wendy. Vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ như vậy. Tri Di Nguyễn cũng cho biết thêm, vì là ngày cuối tuần của tuần lễ năm mới nên nhiều anh chị nghệ sĩ còn kẹt đi hát show ở xa. Dẫu vậy không ít đồng nghiệp đã nhắn tin nhờ cô thắp hương cho Phi Nhung. Ca sĩ Quách Tấn Du, ca sĩ Phương Loan, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài cũng có mặt để tưởng nhớ người em tài hoa bạc mệnh. Tại buổi lễ, ca sĩ Quách Tấn Du đã làm cho Wendy và mọi người rơi nước mắt khi hát bài Mẹ Tôi. Và cụ thể là như thế này, cũng trong ngày này, Tri Di công khai số tiền các Mạnh Thường Quân đã đóng góp để thực hiện một tâm nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung là xây trường Việt ngữ tại Mỹ. Trong lời cảm ơn, Tri Di nói rõ, con xin đặc biệt cảm ơn sư thầy tại tỉnh xá Giác An đã lo cho buổi nghi lễ hôm nay thật chu đáo. Con cũng không quên cảm ơn đến những Mạnh Thường Quân cũng như những khán giả đã gửi tiền để nhờ Tri Di bỏ vào thùng quỹ xây trường Việt ngữ của Phi Nhung. Theo lời sư thầy, tổng số tiền đóng góp hiện nay lên đến 300.000 đô, công trình sẽ bắt đầu khởi công khi số tiền lên đến 350.000 đô. Hiện nay số tiền quyên góp đã lên tới gần 7 tỷ đồng và con số đó vẫn tiếp tục tăng lên. Tâm nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung muốn cho những con em người Việt sống ở Mỹ được học tiếng mẹ đẻ để không quên tiếng nói của cha ông. Dù qua đời nhưng hình ảnh của Phi Nhung, giọng hát của Phi Nhung vẫn in đậm trong tâm trí người hâm mộ. Cố ca sĩ ra đi vào ngày 28 tháng 9 năm 2021 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh Covid-19. Tang lễ của Phi Nhung không thể tổ chức tại Việt Nam do ảnh hưởng dịch bệnh. Thi thể được hỏa táng và đích thân vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã đưa tro cốt sang Mỹ trao tận tay cho Wendy Phạm là con gái ruột của Phi Nhung. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây các bạn thấy số tiền của mà nhiều Mạnh Thường Quân đóng góp á, thì Phi Nhung muốn xây một cái trường mà Việt ngữ ở bên Mỹ để cho mọi người biết, để không quên đi gốc gác của mình. Rồi, cảm ơn các bạn.